Mai Nhiên nói về đề tài F1 của, F1 là gọi là Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là bác lớn tuổi là Phụng Hoàng Lửa. Bác Phụng Hoàng Lửa còn có cái tên gọi, mà cái danh hiệu bác là Phụng Hoàng Lửa, còn cái tên gọi của bác thường gọi là bác xưng tên, đó là xưng tên đang nói chuyện với khán giả là Victor Hồ. Bác là một nhà dân chủ dẫn đàn cho dân chủ từ trong nước đến hải ngoại, từ hải ngoại cho đến trong nước. Thì hôm nay mình nói về cái nhà dân chủ lớn tuổi của Việt Nam Cộng Hòa, để mình coi nhà dân chủ Việt Nam Cộng Hòa thời của Việt Nam Cộng Hòa với các bác như trong nước mình, như là bây giờ mình điển hình như thường thường như có bác Đại tá Nguyên Hà và bác Trần Ngơ, những người mà đưa lên mặt lên nè, bác Trần Ngơ và chú Sơn Thâm, để coi con cháu ở trong nước gọi là, mình gọi là cờ đỏ, gọi là cộng sản bưng bô. Hiện tại giờ mình đang học hỏi các bác cho mình là điều gì, mình so sánh bác Trần Ngơ và Victor Hồ, gọi là Phụng Hoàng Lửa, mình sẽ so sánh bác Victor Hồ và anh Vinh Đỗ, rồi bác Thanh Sơn. Mình sẽ so cái đời hiện tại giờ, mình sẽ so đời F1. Thì F1 là bên Việt Nam Cộng Hòa là có ai? Phụng Hoàng Lửa gọi là Victor Hồ. Bên Việt Nam Cộng Hòa là cái người mà tụt quần bỏ đi trước năm 1975. Thì mình so với cái các bác hiện nay bên gọi là cờ đỏ lên có tiếng nói, đó là bác Trần Ngơ và bác Thanh Sơn, và những người như là anh Vinh Đỗ là những bác cao tuổi đưa lên trên mặt trận này. Thì mình sẽ so sánh coi các bác người nào nói chuyện tốt và đàng hoàng hơn nha. Thì Nhiên sẽ cho cả nhà mình biết và mời cả nhà. Đây, cái hình ảnh của bác Victor Hồ. Phải không? Nói chuyện trước mặt khán giả mà sửa răng nó, thấy chưa? Thấy không? Coi cái đời F1 của Việt Nam Cộng Hòa, và mình coi F1 của là Việt Nam mình là hiện tại bây giờ là bác Cộng sản, mình là Trần Ngơ và bác Thanh Sơn. Coi ai chững chạc hơn nha. Bây giờ cái vũ hát này bỏ qua đi. Đại diện cho quốc tổ hùng vương, đại diện cho hình luật nhân quả sắp xét. Nó cúi đầu mặt kiếp. Nó không phải chuyện giỡn. Tụi mày thấy, nếu tụi mày không phải là thằng Phân hận thù quốc công, không phải là thằng đừng có nợ máu với nhân dân, tha mạng tụi mày, cho tụi mày bị tai nạn thôi. Tụi mày sẽ thấy giữa có thương binh, còn thằng nào hận thù quốc cộng. Mày có thấy cái thằng đá gà không? Nó chết rồi nó chạy ra đá thôi. Tụi mày cả trăm cả ngàn lần như vậy không biết riêng mày, mà cả gia đình mày. Cho mày chửi đi, cho mày nghe, rồi mày sẽ cảm nhận làn sóng tư tưởng này đã vào đầu mày rồi. Làm sao mày hiểu những cái đó? Cái thằng Vinh Dũng nằm hồ te nè, mày nghe tao nói nè, trong vòng 10 ngày kể từ ngày hôm nay, khi mày bị đó nha, mày kể cho mấy thằng khốn nạn như mày nghe, mày ra trước trưa 12 giờ đó, mày lại một ngày một ngàn cái rồi sẽ đi lại. Ok. Rồi coi nào, lóc đó coi, lóc đi chữ tiếp. Thì anh em thấy chửi ai không? Chửi anh Dũng Đan á đó. Anh Dũng Đan vô cùng với mình đó, là chửi Dũng Đan á, 12 giờ trưa là sẽ giái thánh thần là bé cổ Dũng Đan.
anh Dũng Đan mình đâu rồi, ông đâu rồi, hiện hình coi. Nếu lắp trong cái cuộc chiến này, tất cả mọi anh em chúng ta trong diễn đàn này 1/3 đó là cái cuộc tình báo an ninh cao cấp, chứ không phải là những thằng trẻ trâu. Đúng rồi, tình báo Việt Nam là thấy hay rồi, đâu phải là trẻ trâu đâu. Đúng. Nó ông nói đúng. Cho nó nghe chút xíu không? Anh em không hiểu đâu. Rồi nó sẽ hiểu thế nào đây là những anh hùng hào kiệt như là Lê Thanh Luân, nữ tướng Lê Thanh Luân, trời ơi, nữ tướng Lisa, ôi trời ơi, Henry Bạch. Chúng tôi đã có một cái sự liên kết với nhau rồi, và lũ này nó đã hăm dọa. Nó hăm dọa nó qua để nó thanh toán tàu thấp chục bây giờ. Trời ơi, ông là còn bác còn đái trong quần, huống chi tới Lisa. Theo dõi chú website này, theo à, cho em lên chửi hả? Chị mời em nha. Nó chặn nó phụng bằng lửa đó. Sự tình cờ phụng bằng lửa đó. Và một sự ngẫu nhiên có sự sắp xếp mà lấy cái hình này. Đây là một công quả chặn nhìn kỹ. Thấy anh không? Thấy mắt không? Nó. Đây là một hình nấm từ ở trên trời. Nó. Hình nấm phủ xuống, và đây là nó phủ xuống này nè. Không có thằng nào chạy thoát hết. Nó. Đây là hư không quả trận. Lửa sấm sét hư không quả trận. Là cái này. Và cái logo đó mà màu đỏ đó, màu trắng đó là khắc tinh của lá cờ cộng sản. Đó. Ký hiệu của lửa sấm sét. Ảo đó. Hư không quả trận xích lôi câu, xích lòng. Ok. Để em hiểu tại sao cái này. Cái này là lấy độc trị độc. Đây là cái này là lấy độc trị độc. Để đọc anh thấy không? Đó là lấy độc trị độc. À. Trời đất quỷ thiền ơi. Tôi dùng cái này chứ không? Còn nói với ông bác á, mà phụng hoàng lửa nè, đọc làm sao mà chị đọc được. Ông nghĩ làm sao mà ông lấy cái bức ảnh mà phụng hoàng lửa gì của ông ra mà ông so sánh với cộng sản, là lá cờ cộng sản. Lá cờ cộng sản thì ông cũng đã biết rồi. Ông năm nay ông cũng sáu mấy 70 tuổi rồi. Thì con nói ông làm sao mà ông lấy cái hình ảnh mà ông nói là gọi là phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa đó người ta bắt, người ta bỏ vô trong keo, người ta ngâm rượu. Sao mà ông so sánh với cái lá cờ đỏ sao vàng được. Cái lá cờ sao và đỏ sao vàng là tượng trưng cho những anh hùng liệt sĩ. Anh hùng liệt sĩ là sao? Là những anh hùng liệt sĩ chết xuống, hy sinh đổ máu nằm xuống đó. Lấy cái biểu tượng đó là những các anh hùng liệt sĩ làm ngôi sao đỏ, lá cờ đỏ sao vàng. Mà ông nghĩ sao lá cờ đỏ sao vàng của anh hùng liệt sĩ mà ông so sánh với con phụng hoàng lửa? Con phụng hoàng lửa dễ bắt lắm. Yêu cầu nó hả, nó bay ở đâu đi, ở đầu văng lưới ra đầu nó vô. Nó bị xa bẫy rồi, bắt cần ngâm rượu uống rồi, có phải là bổ rồi, sức khỏe cường tráng không? Hả? Con nói với ông bác Việt Nam Cộng Hòa nè. Con nói ông so sánh cái gì cũng được, mà ông so sánh với phụng hoàng lửa là con phải bắt cười ông rồi ha. Đó. Ông nghĩ đi, ngày xưa mà thời của Việt Nam Cộng Hòa của các bác á, là mấy ông Mỹ ha, nói là mấy ông Mỹ đi, con cũng chẳng biết là gì nữa, thì con cứ là người quê đi, nói mẹ vậy đi, thì tại trợ cho ông là xe tăng nè, không nó máy bay nè, không nó rồi chiếc giáp nè, không nó rồi đồ hộp nè, đồ hộp ngon nữa nè ha, nó mà mấy ông cũng đâu có đánh được cộng sản, thấy không? Mà mấy ông cũng thua, mấy ông chạy bộ tuột quần bỏ đi. Rồi sao? Hôm nay cái những cái mắt thấy tai nghe là những nhà tại là những bố Mỹ của các ông đó, ha? Cho các ông đủ điều kiện mà đánh không được cộng sản nữa. Hôm nay ông sống ảo vừa thôi. Bác ơi, bác ảo vừa thôi. Ông nói gì mà so sánh phụng hoàng lửa, so sánh với lá cờ. Thì các ông làm gì cho các em á, các em nhỏ mà thời 20 tuổi cũng như là con của tụi con á, cái đời sau, cái đời F3 á, con là F2, thì mấy đứa nhỏ nó cười ông cho. Có tuổi ông hiện nay giờ là ông dẫn đàn cho nhà dân chủ từ hải ngoại tới hải nội, mà ông lớn rồi sao mà bác ăn nói chuyện như vậy? Bác nói chuyện gì giống thần kinh quá, thì dĩ nhiên bác thần kinh, đúng không bác?
Victor Hồ Phụng Hoàng Lửa. Dĩ nhiên mình là ông làm bà, làm cô làm bác, thì dẫn sao dẫn đàn cho những nhà dân chủ là những người tỉnh táo, có trí thức, có trí tệ như thế nào người ta còn nghe bác. Còn đằng này bác lấy cái Phụng Hoàng Lửa mà so với lá cờ đỏ sao vàng như vậy đó, mà sao là người đứng đầu của một cái tổ chức mà để chống cộng được. Người ta gọi cái đó là gì không? Người ta gọi cái Phụng Hoàng Lửa mà so với lá cờ là những cái đứa trẻ mà F3 như con của con đó, gọi ông là gì không? Ông khùng. Ông dĩ nhiên ông là dẫn đầu cho cái những người dân chủ mà ở bên hải ngoại mà, đúng không? Với hải nội mà. Dĩ nhiên ông so sánh vậy là những đứa trẻ F3 nó gọi ông là khùng, bị thần kinh. Những người khùng bị thần kinh là sao? Thì sẽ dẫn cho một cái đàn dân chủ chống cộng thì nó cũng bị thần kinh y như ông thôi. Thì những người mà lên lai chim bằng chim á, lên đây mà chống cộng thì cái não với cái đầu á, cũng y như ông, cũng bị khùng như ông thôi. Đó, bác Victor Hồ Phụng Hoàng Lửa. Thôi, ông nói tiếp đi. Sát quỷ là cái vị này, ok, làm theo hình lực của thượng đế. Đến hôm nay không còn giấu gì hết, chia sẻ tất cả. Xin cảm ơn em đây nha, đây là hư không quá trận ngày N. Lưới trời đi thưa mà không thoát là chỗ này. Ở trên dọc xuống anh thấy không? Rồi, giúp đi. Cái câu này con chịu lắm nè. Cái câu này bác Victor Hồ Phụng Hoàng Lửa này con chịu lắm nè. À, lưới trời thì thưa nhưng mà khó thoát đó. Thì bác nói câu này thì con đắc nhắc con sẽ nhớ. Tuy lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà không khó thoát. Thì những người mà đang có tội lỗi với đất trời thì để đất trời hại những người đó. Trong khi đó là bác là người lớn tuổi mà bác không dạy đạo đức cho đời F2 cũng như đời con của bác và đời cháu bác, mà đang chống phá lại đất nước Việt Nam, là trời đất sẽ hại bác. Tại vì sao hại bác đây là gì? Hại cho bác khổ sở, lúc nào trái tim của bác cũng rai rứt, cũng nhớ về quê hương, nhớ về chôn nhau cắt rúm của bác. Lúc đó bác rất là hối hận trong tim bác, nhưng mà lại ở đây bác hối hận trong tim bác mà bác lại lúc nào cũng ra vẻ là tôi không hối hận, trong tim bác lúc nào cũng cắt rứt mà bác cố mà kêu gào to lên, tôi không hối hận, tôi không cái này thế này, tôi không có lỗi. Nhưng mà thật chất con nghĩ trong tim bác là người có lỗi, tại vì bác muốn đi về đất nước Việt Nam, nhưng mà bác cố kêu gào, bác sĩ vị diện. Tại vì bác sĩ diện như thế nào, ngày xưa bác cũng là dạng tướng tá gì đó, rồi bây giờ bác đi sĩ diện rồi bác đi bước chân về Việt Nam thì bác là một cái người không dạng mà thua súc. Nói chung là bác giờ hiện tại giờ trên đất nước Mỹ thì bác về Việt Nam thì bác sẽ thua súc với bà con hay là dòng họ của bác. Bác cái đó là bác sĩ vị diện và bác quê, chỗ đó bác không về, bác cố tình, bác nói sai lại sự thật. Con mong bác qua những cái clip mà con phản biện bác thì bác nên tỉnh táo lại. Bác tỉnh táo lại, năm nay bác 70 rồi thì bác làm như thế nào, còn có vài năm nữa là bác sẽ mất rồi. Thì bác nên đi về cái xứ mà chôn nhau cắt rúm của ba mẹ của bác á, sanh bác ra đó, bác đi về quê hương thì bác nhìn cái quê hương Việt Nam hôm nay như thế nào, có đổi mới không, có giàu đẹp không, cũng như bà con trong nước nói không. Thì xin thưa bác đi về một lần đi, gặp con. Con không có giận hờn gì hết vì tất cả các người đi lâu quá, các người không hiểu gì đất nước, sự tình gì đất nước, rồi các người nói sai, nhưng mà các người đã quay đầu về, con sẵn sàng đón tiếp các người. Cái đó là con nói sự thật, con sẵn sàng đón tiếp các ông, đón tiếp các ông, chứ các ông đừng có kêu gào kiểu đó, đừng có sống mà kiểu ảo như vậy. Các ông mà càng nói như vậy đó thì những cái đời F2 tụi con và cái đời F3 của tụi con là con đời con của con, thì những đứa cháu đó nó gọi bác là gì? Thần kinh. Chẳng những gọi bác là thần kinh mà còn gọi là tất cả những nhà dân chủ bị thần kinh. Tại sao các đứa bé và trong đó có con gọi là thần kinh? Tại vì đời của bác là F1, bác nói tầm bậy, bác nói gì thiên lôi quả chặn gì thì thánh thần gì tùm lum hết trơn á,
rồi bắt người này bắt người kia, con nói xúc không có ai bắt hết trơn, mình sống hiện thật chứ lương tâm, đời này không có ma có quỷ nào hết, tự mình nhát mình, tự mình suy diễn ra, không có đời không có ma có quỷ gì hết, tự mình suy diễn, tự mình nghĩ ra thôi chứ không có ma có quỷ. Quỷ thiền thánh thần nó đã bắt á, ổng đã bắt á, thì đã bắt chết hết rồi ha, bắt chết giặt chết hết rồi ha. Mà trước nhất là quỷ thánh thần mà linh thiêng như bác nói vậy thì đã bắt tất cả các bác Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà ác ác với dân đó, để cho dân khổ làm than đó, thì những quỷ thần thánh thần đó đã giết các bác lâu rồi, bắt các bác rồi ha. Chứ không để cho đất nước Việt Nam, những người mà hy sinh ra cho cái đất nước Việt Nam này là gọi là cộng sản đó, mà hy sinh ra để đánh đuổi giặc Mỹ giặc Pháp đi như vậy, đúng chưa bác?